chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Fusion Festival. Lời đầu tiên, cho phép Tú An xin được gửi lời chúc tới toàn thể quý vị và các bạn có một buổi sáng thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đã cận kề. Trong không khí hân hoan rộn ràng của Giáng sinh và năm mới, MT Group tổ chức lễ hội thời trang Fusion Festival với mong muốn cùng những nhà thiết kế, thương hiệu thời trang hàng đầu Việt Nam ra mắt các mẫu thiết kế ấn tượng nhất để chào đón năm mới 2022. Không để quý vị và các bạn đợi lâu, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức những mẫu áo dài cách tân vô cùng xinh đẹp đến từ nhà thiết kế Hương Giang, được trình diễn bởi mẫu nhí tài năng Pro.